Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Zone with Star, chương trình nói chuyện cùng với các nghệ sĩ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một vị khách vô cùng đặc biệt, đó chính là Carrick. Đầu tiên, phải lần thứ hai Rick được quay trở lại Zone Radio, thì cho Carrick gửi lời chào tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Và không mong gì hơn là mong buổi trò chuyện cũng như là chơi cùng hai bạn đây sẽ có Harley, và bạn đây thì sẽ có một cái buổi nó thật sự trọn vẹn và thú vị và mang lại nhiều cái tiếng cười cho mọi người, cũng như là nhiều cái trải nghiệm, cũng như là những chia sẻ của Rick thật sự đầy đủ. That's it. Anh đã từng làm vlogger, anh đã từng tham gia các show truyền hình thực tế rồi này, anh đã từng làm huấn luyện viên. Vậy thì ngày hôm nay khi đến với một chương trình live radio như thế này thì anh cảm thấy như thế nào? Anh đang cảm nhận như thế nào? Mình cảm thấy nó là một cái điều gì đó nó khá là được. Nói chung là mong muốn của mình thì mình cảm thấy là sướng. Sướng tại sao? Sướng tại có nghĩa là tại vì đôi khi mình ở việc của mình thường là đa số là mình dành 90% ở trong phòng, ở trong nhà. Thì mình chỉ dành làm việc ở trên cái máy tính là nhiều thôi. Cho mình đôi khi mình nhìn nó ngoài mình cũng ngán lắm rồi. Cho nên khi mình được bước ra khỏi phòng á, mình để mình có thể nói được những cái tâm tư và những chia sẻ những câu chuyện hoặc là làm trò cho mọi người cười, đó là một cái điều khá là thú vị. Và nó sẽ thay đổi đi cái năng lượng của mình trong một cái khoảng thời gian nào đó để mình có thể tiếp tục có những cái suy nghĩ hoặc những cái gì năng lượng tích cực hơn. Vâng. Thế một ngày bình thường anh dành bao nhiêu giờ trong việc ở nhà và ngồi làm nhạc? Bình thường là mình dành thí dụ chia 24 giờ đi, mình dành thì thường 16 tiếng, 18 tiếng ở nhà. Thường vậy. Tại vì mình ra đường mình không biết đi đâu chơi nữa, mình cũng không biết làm gì, tại vì thứ nhất là bạn mình nó khá là ít. Để có người đồng điệu về những cái sở thích cũng như về thái độ chơi với nhau, cách chơi. Cho nên là mình thường mình sẽ chọn ở nhà, nếu mà là mình tự làm những cái tạo ra những cái trò chơi cho mình, hoặc là tạo ra những cái thói quen mới, sinh hoạt mới, coi hoạt hình hoặc là tạo ra những cái bài hát nhạc mới theo ý của mình, ngồi suy nghĩ, nghiên cứu học này học kia. Đó đa số là như vậy. Vâng, thế bình thường nếu mà anh chán quá thì anh có thể lên Zone chơi với bọn em ở đây vui lắm luôn, anh rất đông và vui, rất nguy hiểm. Thấy ở ngoài kia, thấy ở ngoài kia. Rất đông nha, và có rất nhiều chương trình. Có rất nhiều chương trình cần host, biết đâu Carrick sẽ có một cái vai trò mới host Carrick. Phải câu chứ, lâu lâu mình phải câu liền chứ. Và một số fan cũng rất là quan tâm đến tình hình sức khỏe của Rick. Như là vừa rồi thì mình có chấn thương chân khi mà quay chân à. Sau đó là trong cái khi mà quay MV nữa thì cũng có những cảnh mà phải treo mình. Thì không biết là hiện giờ tình hình sức khỏe như thế nào? Sức khỏe bây giờ thì nó better hơn, nó ok hơn rồi. Nhưng mà thật ra là cái chân thì vẫn chưa mổ. Tại vì lúc mà Rick đi khám thì nó đứt hết dây chằng phía trước. Nhưng mà khi đứt hết dây chằng phía trước vậy thì mình khi mổ thì mình phải mất 6 tháng cho tới 1 năm để vật lý trị liệu. Nhưng mà Rick nghĩ trong 6 tháng tới 1 năm đó là chết đói đấy. Cho nên là no, không. Cho nên là mình quyết mình để gì luôn. Nhưng mà mình vẫn ráng mình tập nhẹ lại đều mỗi ngày, cho dù bằng cách nào trong một tuần ít nhất phải dành từ 3 tới 4 ngày để đi tập, để cho mình chân mình không bị teo cơ. Đúng rồi. Tại vì mình không hoạt động là chân mình thế nào cũng sẽ có vấn đề, và chân to chân nhỏ liền. Và duy trì được cái năng lượng để mình làm việc đó. Và mới gần đây nó bị chật cái xương cổ là do lúc mà quay cái cú đá ở trong Có Chơi Có Chịu bị chật. Chật luôn đó thì phải điều trị ở tháng. Nói chung mình hay bị xương lắm, cái số nó vậy, nhưng mà it's ok, bây giờ mọi thứ ok. Ok. Thì tôi là làm nghệ sĩ cũng rất là nguy hiểm và vất vả đúng không mọi người? Tùy người. Số của anh là số bị thiệt. Là số người nào số xui thì hay xui hơn. Số này xui hơn. Xui hơn. Nhưng mà không sao, để coi là đến với Zone with Star thì chúng ta có rất là nhiều thử thách nha. Thì hôm nay để coi là có xui, tức là không biết có xui mà dính là người bị phạt không thì phần sau sẽ ý rõ. Ý trời. Phần sau sẽ rõ, nhưng mà trước khi mà chúng ta đến với những màn hỏi xoáy đáp xoay với Carrick thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc đi. Bây giờ mời Carrick cũng như là các thính giả của Zone with Star chúng ta đến với Burning Light của The Weeknd. Ok, rồi.
Chào mừng các bạn thính giả đang quay trở lại với chương trình Zone with Star, làm khó cùng Kari. Chúng ta sẽ đến với một section, một phần mang tên là fan hỏi, ok trả lời. Không biết là thường thì các khán giả khi mà gặp anh ấy, họ sẽ hay hỏi những câu hỏi như thế nào? Anh ơi, giờ anh quen ai? Anh ơi, giờ anh quen ai? Giờ anh quen ai hả? Anh ơi, hồi bao giờ anh làm, live show? Bây giờ anh làm họp fan ở Hà Nội, hoặc là họp fan ở miền Trung, hoặc là sắp tới có dự án gì mới không anh? Đó là những câu hỏi mọi người hay gọi, hay hỏi. Bây giờ là trước khi mà đến với các cái từ khóa mà người ta tìm kiếm Karik trên Google, thì bây giờ mời Karik lắng nghe một cái đoạn chia sẻ, một cái đoạn nhắn nhủ của một vị khách mời rất là đặc biệt. Xin mời producer. Thật ra Karik là đôi khi mà nó im im chứ nó rất là thông minh đó. Về sau này mấy năm mình gặp lại Rít gặp lại mình, hai đứa ôm nhau như hai người bạn già. Bạn già của tôi đây rồi. Nghe ra, đoán ra giọng lè nhẹ chứ ông Quy thôi. Đây là một cái chia sẻ của Quy khi mà được Zone Radio hỏi về tình bạn với Karik. Và đó là một cái lời giải thích là của Quy vì sao mà có một khoảng thời gian, tức là trước khi sau MV Hai Thế Giới, thì Huawei với Karik có một khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng. Thật ra nó như thế này, tại trong khoảng thời gian mà hai đứa không gặp nhau đó, trước khi xảy ra chuyện đó thì cả hai có một vài hiểu lầm. Và chúng ta khi mà chúng ta là những người rapper underground thì cái tôi nó vô cùng lớn. Và khi cái tôi vô cùng lớn nó xung đột với nhau thì nó sẽ xảy ra quan điểm cá nhân, thì mỗi người sẽ có một con đường. Tôi nghĩ là tôi với cái mong muốn của tôi thì tôi sẽ làm cách này để tôi phát triển nhạc rap lên theo cách của tôi. Có thể là tôi sẽ bị đả kích, có thể là tôi sẽ bị anh em trong giới underground không thích, nhưng mà đó là phải là sự hy sinh. Nếu chúng ta không hy sinh vì khúc đó, đoạn đó thì sẽ không ai làm được cái điều đó, ngay chi chúng ta là người có cơ hội. Thì Huy lại là không muốn điều đó. Huy lại là một người rất là old school, rất là sẽ giữ cái quan điểm đó, phải luôn chất, phải luôn vậy. Đó là hai cái thế đối lập. Và lúc đó Rick, khi mà Rick nhìn lại như vậy, đó là một cái hay. Nó sẽ luôn tượng trưng cho một cái việc, đó là những người sẽ luôn có những người ở dưới underground và họ sẽ luôn bảo vệ quan điểm của mình như vậy. Còn Rick thì là một người muốn làm những cái chuyện nó khác hơn, để mình mang lên một cái tầm. Thứ nhất là mình nuôi được đam mê mình được, và mình có những cái income. Thì mình có income, mình nuôi được đam mê mình, thì mình mới bắt đầu mình có lửa làm nghề. Tại vì đâu ai cho mình tiền đâu. Và không phải nơi underground lúc nào cũng kiếm được tiền, và mọi người sẽ sẵn sàng pay the money cho cái người nghệ sĩ đó một cái số tiền lớn để họ có thể tập trung vào sản phẩm họ làm. Đó, khi đó là quan điểm làm nghề của cả hai. Và khi mà cả hai chia hai con đường như vậy thì mỗi người sẽ có một cái thành công riêng, mỗi người sẽ có một lượng khán giả riêng. Và khi đến một cái giao điểm đó, khi cả hai gặp lại và chúng ta thấy là chúng ta sẽ nhận ra được gì, bài học gì của nhau khi mà chúng ta ngồi lại chia sẻ cái đôi câu chuyện đó. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái từ khóa mà các bạn fan, các bạn khán thính giả tìm Karik ở trên Google. Từ khóa đầu tiên khi mà tìm ra chữ Karik luôn là hiện ra Karik cao bao nhiêu? Karik cao 1m73. Từ khóa thứ hai, Karik rời rap Việt. Thì xong rồi, xong mùa 2 rồi thì phải rời chứ. Xong rồi còn mùa 3 thì thế nào? Tôi nghĩ là mọi người sẽ không làm mùa 3 đâu. Không. Theo quan điểm của Rick thì nó như vậy. Thứ nhất thì nó có nhiều cái góc độ nhìn của Rick lắm. Thứ nhất là về những talent đi, những rapper đi. Thực ra dòng mọi người sẽ để ý là trong dòng xuyên suốt từ dao động từ 1 tới 3 năm tới 5 năm thì cái lượng rapper họ mới ra đời, họ mới bắt đầu, họ mới trồi lên để chúng ta thấy những talent mới. Với trong hai mùa vừa rồi thì đa số là mùa 1 thì những bạn rất là trẻ, rất là mới thì họ cũng đã dừng xuất hiện hết rồi. Đó, những cái tài năng xuất hiện rồi. Và mùa 2 sẽ là những cuộc thi của những rapper gạo cội. Đa số là như vậy, hình hết 60% là như vậy. Thì nó gần hết rồi. Nếu mà mùa 3 nữa thì chắc cũng sẽ còn nhiều người đi thi. Nhưng mà cái lứa mà họ thực sự tài năng ấy thì trong qua cái đợt mà lựa chọn đấy thì nó cũng đã lộ ra gần hết rồi, nó chọn lọc rồi. Thì mình nghĩ là phải có một cái thời gian nữa, cái thời gian khá dài để chúng ta có thể quay lại. Vì đó, với lại cái thứ hai là bên đơn vị sản xuất nữa. Đơn vị sản xuất thì họ có cảm thấy là nó còn đủ độ hot để mình có thể thực thi cái điều đó thêm một lần nữa nào không? Đó, như vậy. Và còn cá nhân Karik cảm thấy là
Rick là một người thích trải nghiệm. Có nghĩa là mình cảm thấy là à, đây là một cái điều mình muốn làm. Thí dụ Running Man đi, Rick cảm thấy là mình muốn chơi. Mình biết là nó sẽ chạy chật đó, mình biết nó sẽ có đổ máu này kia những cái gì đó. Nhưng mà mình muốn chơi, mình thử nghiệm xong thôi. Thì rap Việt nó cũng vậy. Vậy thì nếu mà rap Việt mùa 3 hoặc là một chương trình về rap nào nữa có thể được tổ chức thì liệu anh có tham gia không, và anh muốn vị trí vai trò của anh trong chương trình đó sẽ là gì? Nó cũng tùy. Thí dụ như là ngay lúc đó mình nó có nhiều yếu tố lắm. Nhưng mà Rick nghĩ nếu có một chỉ có một chương trình nó Rick muốn tham gia, nhưng mà Rick không biết là chương trình nó có về Việt Nam hay không. Rick không tiện nó ra ở đây thì nó khá nhạy cảm. Thì chỉ có một chương trình nó Rick muốn tham gia thôi, về rap thôi. Nhưng mà nếu có chương trình đó Rick nghĩ Rick sẽ tham gia. Nó sẽ nặng nề hơn cho Rick về cái việc kiểm soát cũng như là về cái vai trò của mình trong cái chương trình đó. Còn lại thì Rick nếu mà có chương trình, dù có rap Việt mùa 3 thì Rick sẽ đi với vai trò khán giả. Thật ra mình rất thích, mọi người biết không, cái cảm giác mà mình ngồi trên ghế huấn luyện viên nó rất là áp lực. Nó áp lực ở cái chỗ là mình trong một buổi mà và cho cái mùa gọi là vòng audition ấy, vòng chọn á. Nó gần 30 mấy 40 bạn. Mình phải nghe hết trong một ngày, hai ngày bao nhiêu đó bạn. Mà mình phải ngồi mình phân tích ra, rồi mình phải lựa lời nào để nói với các bạn là sao cho hợp lý, và những cái nó thật sự mà nó có được cái đóng góp cho các bạn, để các bạn về các bạn chỉnh sửa bản thân mình ấy. Thì mình thực ra mình rất là ở nhà không hay nói chuyện, mà ra ngoài đó mình nói mình sợ sai cái gì thì mọi người bắt lú mình nữa. Thì đó là một cái điều mình khá là dè chừng và phải tính kỹ, cho nên nó mình khá là mệt mỏi. Và cái đèn giống như là mấy cái nó rọi từ 10 giờ sáng cho tới 3 giờ sáng. Trời các bạn ơi, tôi thề là nó đuối lắm. Thế thì anh không biết rồi, là ở trong rap Việt hay là ở những cái show mà anh xuất hiện thì anh vẫn luôn luôn là người mà nói hay nhất. Anh vẫn luôn là cái người nổi bật và luôn lấy được rất nhiều cảm xúc của khán giả. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ chuyển qua một câu hỏi khác. Okay, okay. Một câu hỏi mà nó cũng liên quan đến cảm xúc anh ạ. Anh có thích Lan Ngọc không? Mình có quý mến Lan Ngọc, quý mến. Tại vì năng lượng của bạn ấy khá là tốt. Khi mà mình tham gia Running Man thì mình cảm thấy là đây là một người mà mình mới hiểu tại sao bạn ấy thành công. Tại vì bạn ấy lúc nào cũng chịu khó lăn xả hết. Đó, và làm cái gì bạn ấy cũng không ngại làm. Thì mình cảm thấy mình hơi nể phục cái con người này. Về tại vì họ là một người nữ mà, chứ không phải là một người nam, và chịu chơi lăn xả, và lúc nào cái năng lượng nhìn bà lúc nào cũng vui hết. Cho nên mình thấy là người này có cái gì đó để mình học. Karik có hay đọc các comment trên những cái bài nhạc, những cái sản phẩm của mình không? Gần đây thì có, khi một lần Rick ra sản phẩm. Còn trước đó thì không mấy, tại vì Rick là người dễ bị tác động tâm lý và những lời mà có nhiều bạn nó tiêu cực lắm. Có những cái người mà thực ra là họ không có nhìn với một con mắt của một người quan sát, là một người gọi là dùng từ gì cho đúng ta, khách quan ấy. Họ chỉ là kiểu do mình, họ ghét mình, cho họ sẽ dùng mọi từ đả kích mình bằng mọi cách, cho nên mình cảm thấy mình dễ bị tổn thương bởi những thứ đó nếu mình ít đọc lại. Nhưng mà như vậy thì cái đấy có thường hay trả lời fan không, hoặc là hay tham gia vào những cái cuộc bình luận ở trên fanpage của mình? Thì lúc đó Rick sẽ sử dụng account chính, account Facebook chính hay là account clone để mà... Không, Rick chưa bao giờ xài account clone nha. Một là Rick sẽ trả lời bằng Rick Khoa Phạm. Hai là trả lời bằng Nick Rick. Hết, không có xài account clone. Nhưng mà có thường hay tham gia vào những cái cuộc bình luận? Không có. Thường Rick chỉ cầm hai cái nick đó thì trả lời fan của mình thôi. Tại Rick cảm thấy Rick không có muốn sống trong cái năng lượng xấu đó. Ok. Tại mình sống trong năng lượng xấu đó, thứ nhất mất thời gian, chả được gì. Cái thứ hai nữa là bản thân mình sẽ cuốn theo cái năng lượng đó, và ngày sau mình không làm được gì đó. Bây giờ là một comment nè. Comment này ở trên một bài gì thì không biết nha, nhưng mà là một trên một sản phẩm của Rick. Là sau 10 năm nghe nhạc của anh, em vẫn thích phong cách làm nhạc như mấy bài Xã Hội, Rắc Rối hay Thế Giới, Ba Thằng Bạn, Bay Thật Xa Hơn. Về sau anh ra những bài về tình cảm thì em còn không nhận ra anh nữa. Dù sao thì anh cũng là một trong hai người mang em đến với rap. Cảm ơn và luôn ủng hộ anh. Thì mình cảm ơn thôi. Tại vì bạn đã đi theo mình một cái hành trình nào đó, có thể chúng ta sẽ không đi suốt với nhau. Tại vì các bạn mình nói cái này là nó hơi kể lể, nhưng mà thực ra nó là như vậy. Tại vì mỗi người sẽ có một cái khó khăn. Bạn sẽ làm một cái nghề gì đó tôi không hiểu được, và những cái vị trí của tôi chắc chắn bạn cũng sẽ không hiểu được cái tâm thế của tôi. Tại vì có những khoảng thời gian mình là nghệ sĩ thì mình sống theo cảm xúc,
và mình làm mọi việc sẽ có kế hoạch và những cái tính toán của mình nó kỹ hơn. Thì có một thời điểm, có những thời điểm bốc đồng tuổi trẻ mà mình sẽ làm những thứ mình muốn, chửi ai chửi, diss ai diss đó, rồi muốn làm gì làm, nói chung là coi chơi bằng vung ấy đó. Nhưng mà đến một thời điểm khi mà mình bắt đầu nghiêm túc với nó, mình bắt đầu nghĩ đây là cái chén cơm manh áo, đây là một cái thứ mình muốn sống một khoảng thời gian lâu dài, thì mình phải có những cái kế hoạch khác. Chứ đơn giản chứ mình châm biếm xã hội hoài, đó là một thứ không hay. Tại vì mọi người sẽ nhìn vào đó, người ta sẽ xem mình có trưởng thành hay không. Con người chúng ta sẽ trưởng thành qua quá trình chúng ta, hành trình chúng ta đi với âm nhạc. Một năm, 5 năm, 10 năm. Đó là những cái quả, cái hành trình mà mình nghĩ là nó sẽ bắt đầu thay đổi mình nếu mình thật sự nghiêm túc với nó. Thì đây là cái khoảng thời gian mà bạn nói bắt đầu, tại sao bạn buồn vì tôi viết nhạc suy. Đơn giản là khúc đó tôi thất tình hết, và tôi cảm giác là tôi muốn sống trong cái cảm xúc đó. Đó có thể bạn không hiểu cho tôi, hoặc là bạn thấy là điều đó nó cảm thấy bạn bị phản bội. Tại có nhiều bạn rapper trước đây cũng đã là fan của Rick, và bạn nói anh ơi, khi mà được ngồi cơ hội nói chuyện lại, em cảm thấy lúc đó tại sao anh lại thay đổi gì. Cho tới khi em vô em làm nghề đi, em mới hiểu là tại sao anh thay đổi như vậy. Thì chúng ta không ở trong chăn, chúng ta không biết chăn nó như thế nào. Đó. Thì bây giờ sẽ có một câu hỏi mà cũng từ fan gửi nha. Trước đây là nhà của Karik thường mang tính trào phúng và vui vui hay châm biếm nhẹ nhàng qua những cái điểm bút đầu tiên là Rắc Rối, sau đó là Chuyện Thằng Say kết hợp cùng nhóm MTV này, và sau đó là Có Chơi Có Chịu đi. Thì khi bản thân Karik đưa ra những nội dung này vào, thì Karik sẽ làm như thế nào để nó hòa hợp vừa là thề được quan điểm của mình mà vừa phù hợp với âm nhạc của mình? Câu hỏi này cũng khá hay. Tại vì Rick nghĩ là khi mà bản thân Rick á, mình phải nhìn nhận là bản thân mình đầu tiên. Mình làm cái gì mình phải biết người biết ta. Mình phải xem là mình giỏi cái gì đó, mình làm tốt được cái gì trong khả năng của mình. Thì khi mà Rick nhìn lại á, có nghĩa là Rick sẽ là người dễ dàng viết những ca từ về tình cảm là tốt nhất. Mình có thể áp dụng được những cái mới của thị trường như rap melody thì người kia được. Tại vì ít ra mình sẽ biết được những cái nốt nó nằm ở đâu, và nó cái gì nó phù hợp với cái quản âm của mình. Đó, thì để mình xem coi là mình sẽ áp dụng được những thứ đó vào bài nhạc đó hay không, những chất liệu đó vào được hay không. Và nếu như cái bài nhạc đó, thí dụ mà cái bài đó là của một người nhạc sĩ nào đó, và mình xem được chorus của nó, và bắt đầu mình quan sát cái chorus của nó đang muốn nói về cái gì. Đó, mình phải xem được thông điệp và nó đủ nặng chưa. Nếu nó chưa đủ nặng thì mình phải là người làm nó thật sự nặng để người ta nghe vô, người ta hiểu được vấn đề. Tại vì có những cái chorus nó hơi bị mông lung, nó hơi bị tình cảm bay bổng, nó rất là chung chung. Thì mình sẽ là người khai thác triệt để cái đó thật một cách thực tế. Đó, cái điều đó nó mình phải bắt đầu phân tích từ những cái điểm đó. Rồi bắt đầu mình khi mà viết vô mình phải chọn flow. Mình phải chọn flow nào nó phù hợp. Đi với flow này thì cái từ nó phải như thế nào. Tới đoạn này thì mọi người sẽ thích thú với những cái gì, và cái bộ vần nào đi với nó sẽ gây ra gọi là cái làm cho mọi người thấy đã cái lỗ tai. Đó thì mình sẽ bắt đầu như vậy. Như vậy thì bây giờ hay về bài hát gần đây đi, Có Chơi Có Chịu đi. Thì có rất là nhiều thông tin trên các mạng truyền thông thì nói là Karik đang viết về là cái việc chia tay bốc phốt. Đúng. Như vậy thì khi mà mình viết như vậy thì sẽ có những ý kiến trái chiều, có những ý kiến sẽ thích, có những ý kiến đồng tình. Thì Karik trung hòa cái vấn đề này như thế nào? Mình trung hòa thì đơn giản qua cách viết và cách mình làm nhạc thôi. Tại vì khi mà nó như thế này này, mọi người sẽ quen Karik theo những cái bố cục cũ, có là rap, hook, rap, hook, outro. Thì bây giờ mình và cái chủ đề một, thường mọi người sẽ thấy là Rick sẽ làm về những cái live nó khá là nặng nề, hoặc là những cái bài nó quá là sướt mướt. Mọi thứ nó sẽ một là trên cao, hai là dưới thấp. Bây giờ mình sẽ làm nó ở giữa, mình sẽ làm nó ở mid tempo luôn. Thì khi mà làm mid tempo thì mình sẽ chắc lọc là cái verse rap của mình đó, nó sẽ vừa đủ thôi. Tại mình quá dài thì đâm ra khi mà cái nó nằm ở cái đặc tính của người nghệ sĩ nữa. Khi mà mình viết quá dài như vậy á, có những người nghệ sĩ họ sẽ càng viết càng tham vô thì họ sẽ viết cái tôi họ quá, sẽ cái năng lượng của họ càng ngày càng xấu ấy. Nếu như mà mình nhìn cái đó theo chiều hướng xấu thì mình nghĩ là mình sẽ viết một nửa thôi, ít thôi. Nhưng rồi những cái khác mình sẽ làm cho nó funny hơn để cân bằng lại cả bài. Và cái hook nó phải thật sự là làm cho mọi người cảm thấy thật sự thú vị và hấp dẫn ấy, chứ không quá căng thẳng. Tại nếu mình làm cái căng thẳng thì cái bài nó đâm ra là bài diss, bài chửi ai đó. Đó, mọi người sẽ không dễ nghe đi nghe lại. Đó, với là
khi mà Rick làm việc tất cả các bạn trong rap Việt đi, những các bạn sau khi sau rap Việt bạn hay cách nói là anh ơi em làm bài này không thành công, em muốn đó, anh hỏi em chỉ hỏi mọi người một câu thôi, mục tiêu của em bài này là muốn cái gì, em muốn làm cho đã cái nư của em hay là em muốn đem ra ngoài kia để tất cả mọi người biết được, em phải trả lời được trong hai câu hỏi đó, em phải lựa ra được cái option. Chứ nếu em chỉ là em muốn mọi người, em muốn đặt cái cá tính của em vô quá nhiều ấy, chắc chắn bài em chỉ nghe mình em nghe, hoặc là cái thị phần của những người trước đó nghe em sẽ không bao giờ mở rộng được. Làm một bài nhạc chúng ta cũng giống như một việc kinh doanh vậy, chúng ta phải nhìn và nhận nó con mắt sâu và xa hơn nếu mà chúng ta muốn mở rộng thị trường. That's it. Đấy là lý do vì sao mà gần đây anh Carrick đã quay trở lại với những bài hát có một chút châm biếm trà phúng ở trong đấy, nhưng mà em tin chắc rằng những cái đoạn hook, những cái đoạn điệp khúc hay là những cái cách làm nhạc của anh đã có sự cân bằng hơn rất nhiều giữa việc mình làm nhạc catchy hơn, lan tỏa được rộng hơn và cái nội dung nó vẫn có một chút gì đó là cá nhân của mình. Và cảm ơn anh rất nhiều vì đã trả lời rất là tận tình cái đoạn những cái câu hỏi vừa rồi. Và em tin chắc là đấy sẽ là những cái câu hỏi mà nó rất là deep, nó thực sự truyền tải được đến các bạn khán giả. Và ngay tiếp theo đây thì hãy cùng thưởng thức một bài hát được thời gian vừa rồi anh vừa ra mắt với cả nữ ca sĩ Miu Lê, ca khúc mang tên là Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Ok. Vâng, và các bạn, chúng ta đã quay lại với Zone Vista. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng số mới vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên ứng dụng Zigbee và tần số FM 89MHz. Và ngày hôm nay thì như ban đầu chúng tôi nói với nhau là sẽ có thử thách. Cũng như là Carrick đã từng nói trên, không phải từng nói mà từng đưa ra sản phẩm là có chơi phải có chịu. Chơi thắng thì thôi, mà chơi thua thì phải phạt. Thì mình có hình phạt ngày hôm nay thì khi nếu như mà Carrick thua thì sẽ gọi điện thoại cho một trong ba người là nhân vật sau đây: Miu Lê, Wowie hoặc Only C, và hát ngay một ca khúc của Carrick với ba nghệ sĩ trên, nhưng không được tiết lộ rằng Carrick đang bị phạt bởi Zone Vista và đang tham gia chương trình Zone Vista.
Rick nghĩ là họ sẽ biết đấy, tại vì Rick ít khi nào Rick nói ai qua điện thoại yêu cầu để họ hát đó. Không, nhưng mà tức là mình phải nói làm sao để mà cho người ta không biết, đó là hình phạt mà. Ok, thưa tất cả khán giả John Wickstar yêu dấu, bây giờ Rick sẽ chấp nhận thử thách này và tôi biết là tôi hơi dại rồi đó, nhưng mà ok. Không khó đâu, thật sự. Thử thách ngày hôm nay của chúng ta tên là Wheel of Music, vòng xoay âm nhạc. Rất đơn giản thôi, anh sẽ có hai cái bánh xe. Một cái bánh xe sẽ là những ca khúc của anh gồm 10 bài hát, và một cái bánh xe còn lại sẽ là những phong cách mà anh sẽ phải trình diễn bài hát đó. Anh sẽ quay bánh xe 1 rồi quay bánh xe 2 lần lượt như vậy. Và anh sẽ có 20 giây để suy nghĩ và trình bày ca khúc đó. Nếu hết 20 giây mà anh vẫn chưa trình bày thì anh sẽ bị trừ 10 điểm. Còn nếu trong 20 giây mà anh trình bày được cái thử thách đó thì anh sẽ được cộng 10 điểm. Bây giờ là mình sẽ đến với vòng quay đầu tiên ạ. Vòng quay đầu tiên ha. Hồi hộp quá. Bây giờ quay. Không biết gì đây. Ca khúc Hai Thế Giới được trình bày theo phong cách ballad đến từ rapper Karik. Rồi vô luôn đi. Rồi. 3 2 1 tính giờ. Thế giới là làng của anh và anh không thể đi với em. Bật xe tất cả đèn xanh. Anh chạy thật nhanh với em kế bên vai và che chăm bên em cầm trên tay hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp vài chai. Em thích gì anh cho đó, em thích Bentley anh cũng cho, em thích villa anh vẫn lo cho đến LV anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là nguyên cái chỗ này thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là mọi vấn đề của em anh dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ em vẫn rất kêu. Thằng Cường nó đi với em trong Ferrari của anh thì kiếu. Anh lớn lên từ đường phố, cho xe hơi không có đường vô. Cho công nhân ăn mì bằng xô mỗi khi mưa xuống hướng nước bằng tô. Cho em gọi là căn hộ, còn cho anh họ gọi là ổ. Thế giới anh xài tiền Việt, thuộc thế giới em xài tiền đô. Em đổ xăng từ đường đầy bình, anh đổ 5,000 là không cho đổ. Đi ngoài đường anh gặp được em, anh xin số thì em xin nhau. Wow, đã bảo là dễ rồi mà anh thấy không? Chưa, để nguyên cho hát 58 giây luôn, không thèm cúp luôn. Thế này có được cộng điểm bonus không nhỉ? Không. Như vậy là qua ca khúc đầu tiên, Karik đã ghi cho mình 10 điểm. Yeah. Cố lên Karik ơi. Còn bây giờ đến ca khúc thứ hai nha. Cái này chắc không làm khó được Karik rồi. Không, tùy bài. Tùy bài phải không? Okay. Tùy bài, tùy có bài thuộc bài không. Bây giờ mình đến bài thứ hai nha. Bài nãy là mình đã sau bài Hai Thế Giới rồi, bây giờ mình cần đến bài nào đây? Ây da. Thương. Theo phong cách boy band 2000. Như thế nào đó? Boy band ngày em kiểu Backstreet Boy rồi NSYNC ngày xưa, Bye Bye rồi Blue. Đó. Và kính thưa các bạn, kính thưa các quý vị khán giả, và bây giờ chúng ta sẽ đến với Thương. Theo với phong cách với phần trình bày của rapper Karik với phong cách boy band 2000, chúng ta sẽ có beat bắt đầu. Bắt đầu chưa? Ok, vô. Chuẩn bị nè.
Beat lên đi, beat. Beat lên đi. Là yêu, hy sinh rồi thương. Tình cảm em dẫn chắc ta đến những cảm xúc vô thường. Ngọt ngào khi gần gũi, dè vào khi hiểu sai hướng. Không nhìn được ra điều gì đó, mỗi người đã mỗi con đường khác. Chỉ anh và em, ngay lúc này. Hôm qua ôm lấy chặt nhau đi dáng chẳng còn muốn thấy. Người bình thản quay lưng, kẻ khóc thiết giữa trời mây. Sự im thầm lên tiếng thì cho hai từ chia tay. Đời bao vạn sự tùy duyên, tất cả là do ý trời. Phải an phận khi thuyền gặp bến, chấp nhận khi thuyền xa khơi. Nên cả khi em tuyệt tình gieo lời, cuối khiến mặt anh rã rời. Anh vẫn thương, dù tim nhỏ chẳng thể thốt ra lời. Đỉnh vậy trời, 20 điểm rồi. Hỏi thì có khó không vậy? Biết nữa, tại vì Rick nghe nhiều Thai beat mỗi ngày lắm. Ok, vậy là nếu mà lần tiếp theo Rick đến với Jovista, chúng tôi quyết định sẽ đổi game. Ừ. Bây giờ mình sẽ đến với bài thứ ba. Bài thứ ba nha. Khu tao sống phiên bản Latin. Ok. Vô. Nghèo. 3 2 1 beat. Chuẩn bị. Xe cho vào pháo là những thứ mà em ta xăm mình. Xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình. Phường không công an là nơi tao đang đăng hình. Hẻm 48 ngay từ xưa đã không là yên bình. Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay. Vì tao làm cũng như mọi ngày, thằng Huawei đã thấy. Back to my hood, tao làm việc của tao. Khi tất cả trở thành vấn đề, tao để giao làm việc của tao. Tao không gây hấn như hệ ai đụng là đập. Và hàng nguội nằm trong túi làm cho quần thùng và thấp. Anh em khi gặp tao cầm bia cũng bay nắp. Còn tụi mày khi gặp đây vào 8:48 tao chất. Đủ 31 giây. Wow. Phải nói là xuất sắc anh ạ. Phải nói là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy rất là lo lắng cho cái game của bọn mình. Bởi vì khi mà có cái thử thách như thế này, sao cái gì cũng qua hết vậy. How I know. Ok, nãy giờ là chúng ta qua 3 bài và đã rất xuất sắc 30 điểm. Ừ. Hỏi thiệt chứ có bao giờ có cái gì làm khó Rick không? Có, phụ nữ. Phụ nữ hả? Ừ, chỉ có phụ nữ làm khó Rick thôi. Vì sao? Tôi không biết, tại vì nhiều khi là có những cái mình thấy họ không đúng. Nhưng mà mình do mình thương, mình yêu, mình phải cho đó là đúng. Ok. Trời ơi, anh ơi, em ngồi ở đây mà. Anh cứ làm như bọn em vô lý lắm, bọn em không hề, bọn em cực kỳ tư duy nha. Thì cái đó là mới làm khó mình. Một cái mình phải bởi vì mình hơi trái lương tâm một tí. Nhưng mà mình vẫn phải bởi vì mình thương họ. Yeah. Như vậy là con tim hại lý trí đúng không? Yêu mà. Ừ rồi. Tôi không biết phải nói chuyện nào với cái người đàn ông cảm xúc như thế này luôn mọi người ạ. Rất dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc tiếp theo ạ. Bài thứ tư. Nãy giờ thấy buồn quá. Còn 20 điểm nữa thôi. Còn 2 bài nữa thôi. Ừ. Và bây giờ sẽ là Tôi là người cô đơn qua phong cách nhạc country. Rồi nhưng mà nghe. Beat. 10 giây thôi, cho nghe đúng beat 10 giây. 3, 2, 1, beat lên. Thôi, được rồi. Trời, trời đất ơi. Ok. Rồi, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Thời gian đang chạy nha. Tôi là người cô đơn, tôi là người cô đơn. Bao cuộc tình đi ngang đời, nhưng đến giờ vẫn là người cô đơn. Chẳng biết làm gì cho nguôi ngoai, khi vết thương cũ giờ còn lo lắng. Dù đã nhiều lần lao đầu vào, những cuộc với thâu đều quá chớn. Kẻ nghĩ là trái tim tôi vô cảm, kẻ nói rằng con người tôi sắt đá. Mãi dèm pha nên mong mới biết à, tim này trước kia tôi như chấp phá. Rồi, thua rồi. Trời ơi, lần đầu tiên mừng ghê luôn á, thua. Thua mà tự nhiên mình thấy mừng chứ mình không thấy vui nha. Mừng bởi vì là ít nhất cũng có một cái bài mà làm khó cả Rick. Beat này nó hơi bị sao? Không phải, beat này nó rất là phù hợp. Nó rất là phù hợp với cái này luôn, cho là Rick không có nhớ được cái mood đọc. À ok, tức là cũng người đàn ông này nãy giờ cứ cái gì cũng là do mình đó. Chứ không phải là do điều nhạc quan, cái gì cũng tại mình đó. Cái Rick có cảm thấy mình là một người mà hay tự trách mình không? Có chứ. Tại vì Rick là người bị hội chứng OCD nặng cho nên hay bị cầu toàn. Nào thì đi xem nào. Qua thêm một bài hát nữa. Qua bài thứ tư thì điểm số chúng ta hiện tại đang là bị trừ 10 điểm, là còn 20. Ai à? Bị trừ không vượt qua. Trừ 5 chứ. Trừ 10. Trừ 10. Tôi nhớ tôi viết mà trời ơi khổ ghê luôn à. Là bài thứ tư rồi đúng không? Bài thứ tư rồi, tức là còn 6 bài. Còn 6 bài nữa thì nhiệm vụ của Rick bây giờ là ghi thêm 3 bài nữa. 3 bài chính xác nữa mà hiện tại thì bây giờ
cái lượng beat thì mình còn ngắn đi, ít đi, và lượng bài hát thì mình cũng ít đi. Cho nên là... mà vẫn phải đủ 10 lần chứ. À, đủ 10 lần, muốn đủ 10 lần, ok, cho đủ 10 lần. Bài gì đây? Anh là sinh viên. Anh là sinh viên hả? Anh là sinh viên. Anh là sinh viên ở trong beat như thế nào đây? Trong một style như thế nào đây? Vô, cổ điển, cổ điển, cổ điển, cổ điển. Broadway. Phong cách nhạc kịch Broadway. Yay. Anh là sinh viên lắm đó. Trong cái beat có phong cách nhạc kịch Broadway. Cậu đấy có nghe nhạc kịch không? Ít. Ít lắm hả? Ừ. Sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1. Tính giờ. Nhưng mà khoan, cho Rick nói là nó phải vô cái đúng cái chỗ rap nha. Ok, đúng cái chỗ rap phải không? Rồi. Okay. Tức là bắt đầu khi nào mà Rick nói là vô, sẽ tiến hành bấm giờ. Không, bắt đầu chưa thấy chú Rick rap, nó rap rồi. Biết. Ok. Bài một tính giờ nha. Ba. Yo. Giữa quê lên thành phố, đi học gọi anh là sinh viên. Như con nai vàng ngơ ngác, ai nói cái gì cũng tin liền. Từ trên xuống dưới một thứ trung bình, được cái là hơi điên. Không nhiều tiền, ít điều kiện, nên ai bao gì sẽ chơi liền. Bèo nhèn nhưng ăn uống gì cũng phải là bực trà vá. Nên đi chỗ nào trước tiên, anh để ý là giá cả. Camino thấy mùi chặt chém, chiều cuối cứ né ra xa. Đẹp trai ai muốn kỳ bo, nhưng sinh viên khổ quá mà. À, so sinh hard viên, sinh viên mình hay phong cách nhạc vô cùng nhiều tâm tư đó mọi người. Không, mà có khi nào có Rick nghĩ là mình sẽ thể nghiệm mình ở trong một cái thể loại khác, ví dụ như có hơi hướng một chút xíu tính phòng, một chút xíu nhạc giao hưởng, hoặc là phong cách nhạc kịch, có bao giờ mình nghĩ là mình thật sẽ làm... ra là cho tới bây giờ Rick cảm thấy là chưa có cái dòng nhạc nào Rick chưa chơi. Cho nên Rick cảm thấy Rick sinh ra chắc trời phú cho Rick cái đó. Rick cảm âm rất là tốt. Cho nên là bây giờ chỉ có một dòng da ngày xưa Rick cũng đã từng chơi với lại mấy anh em lúc còn ở underground rồi. Thì lúc đó đối với Rick cái dòng da là khó nhất. Tại vì nó cái beat nó cái để mình khó, mình viết một cái gì đó để truyền cảm thì ở người Việt Nam không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Mà đưa rap vô nó rất là khó chịu. Thì đó là đối với Rick là cái khó nhất rồi. Còn bây giờ tất cả cái dòng nhạc thì hầu như là không có gì làm khó được. Không có gì làm khó. Ok, 5 câu thì chúng ta có đang là 30 điểm. Thì yên tâm đi, vẫn còn da nó vẫn còn nằm kia kìa. Không biết là có làm khó. Cái da là cái khó nhất đó. Chờ anh đó. Vẫn mọi thứ đang chờ Rick nha. Ok rồi, chuẩn bị chúng ta sẽ đến với Người Lạ Ơi theo một phong cách hoàn toàn mới. Classic rock. Classic rock. Ok, turn the beat. Turn the beat. Ok, got it. Dễ, có vẻ sẽ không làm khó được anh Karik rồi. Và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với Người Lạ Ơi với phong cách classic rock. Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu. Tôi là quen chứ đám. Chưa, chưa. Ông, thời gian đang chạy rồi, ai muốn rap. Ông thời gian đang chạy rap rồi. Go. Tôi là quen chứ đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố ta ra mình đồng ổn, nhưng sâu bên trong nếu mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó, giang tay ông lấy tôi vào lòng. Cho tôi cười trong mắt tôi vang vọng cô đơn một lời rồi khỏi những khoảng trống. Mang tìm được tuôn nắng nữ quốc để chơi cảm xúc tôi về với mòng sống. Để nỗi buồn tôi báo với mang đếm xương chân khỏe biên. Ngày mai tôi đừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối đây tôi đợi mong người lạ ơi. Người đến ủi em tâm hồn được không? Tưởng lúc ban đầu là đã thấy rớt miếng, rớt nhịp rồi. 10 giây trôi qua chưa có gì, nhưng mà sau 10 giây thì vẫn qua được. Wow, quá hay. Fast flow có là sở trường của Karik không? Fast flow mà sở trường Rick. Rick chỉ có giỏi cái chuyện là mình sẽ nén được hơi để đi một cái flow dài. Đó, đi một cái flow dài thôi. Mới nãy đi nguyên một cái dòng fast flow quá trời luôn. Nó như là fast flow những cái câu rất ngắn thôi.
để đi một cái câu dài giống như là những cái bài như Vô Thường của Rick ấy, sẽ có một cái đoạn nó gần 30 giây đánh một hơi dài mà chậm 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 một hơi. Hoặc là khi mà những cái bài như là bài trên cái bài gần đây nhất rap Việt ở mùa chung kết là Khắc Cốt Ghi Tâm đó, Rick khi mà đi một cái quả flow dài một cái hơi gì không lấy hơi thì nó là sở trường Rick. Sở trường của Rick. Là flow dài. Wow, nhỏ quá hay. 6 bài thì được 40 điểm, tức là còn một bài nữa thôi. Ok. Sao kỳ, vừa mới nói một bài nữa thôi. Các bạn, nếu mà các bạn chúng ta đang theo dõi thì sẽ biết là khi mà cứ nói một bài là Karik vậy, chuẩn bị là sập lại Rick liền đúng không? Rất okay. Nhanh. Không thể vào thế luôn. Chưa thấy gì làm khó được ông này luôn. Dễ sợ. Vô. Từng là tất cả. Wow. Từng là tất cả. Lo-fi. Dễ quá. Dễ quá không ta? Ý trời mà. Ý trời này. Bây giờ ở ngoài ơi, các bạn ở ngoài chúng ta có muốn cho Karik nghe thử không? Mọi người bảo là dễ không. Dễ lắm hả? Mọi người bảo là không rồi. Okay. Thôi thì bây giờ vô nha. 3, 2, 1, beat bắt đầu. Nghe lời thiên... Chưa. Thời gian đang chạy nha. Bên nhau và thấy tình cảm khó nhạt nhòa, ngàn lời yêu thương trăm kỷ niệm đẹp cay đắng gì cũng trải qua. Vậy mà hôm nay vì phút thinh lặng nghiệt ngã, em vội bên người khác, anh nhìn chẳng biết làm gì cả. Chỉ là hình ảnh mà đau hơn, cảm giác đau cứa vào tim, như thể anh chẳng là gì của em. Tình yêu lâu nay là phù phiếm, khi nhận anh thứ luôn vì em, em chẳng bao giờ nhìn lại, thay vào đó là so sánh phải trái, khiến mọi thứ ngày càng tệ hại. Để em đi, không phải là vì anh cứng rắn. Wow, perfect. Đỉnh cao ạ. Quá hay. Vỗ tay. Thank you. Lần đầu tiên, không, lần thứ hai là có người vượt qua thử thách của Zone Vista. Và chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại mình và sẽ làm những cái thử thách lần sau khó hơn đối với các nghệ sĩ. Không, cũng khó tại vì mình đâu có biết là họ sẽ giỏi về cái mảng nào đâu. Tại vì okay. mọi thứ là random mà. Nhưng mà anh ơi, anh có muốn thử một bài hát với cả một cái beat nhạc jazz không? thử không tính nha, xong rồi nha. Xong rồi. Ok, let's try. Thử đi. Hay nhưng mà để nào chứ ra. Và các bạn đã qua 7 ca khúc và Karik đã hoàn toàn chiến thắng khi anh ghi được cho mình 50 điểm. Còn bây giờ thì Karik sẽ thử sức mình ở một ca khúc của anh với một cái beat nhạc jazz. Ca khúc gì đây? Buồn thì vui lên. Phong cách nhạc jazz. Buồn thì vui lên hả? Là bài gì ta? Hả? Ủa alo. Thiệt hay, mà hay là muốn bỏ bài đó mình skip đi ha, tại vì không nhớ bài này, không nhớ bài này. Ok, cho skip luôn. Bây giờ còn 2 bài đi vì mạng chia tay với rắc rối. Ok, thì bài nào cũng được, bài nào cũng được phải không? Nhưng mà cứ chọn đi cho nó cho nó fair, không biết bài nào luôn. Rắc rối. Và biết ra biết này, Karik có muốn nghe qua không? Nghe qua đi cho dạ khó lắm cha nha. Ok, cho thử đi. Không phải làm đau. Vô luôn. Cứ bật nhạc đây là vô luôn. Xin chào các bạn, mình tới giới thiệu, tên mình là Karik. Đã gần 20 tuổi hơn nhưng vẫn ăn mặc như một đứa con nít. Thân hình không quá ốm cũng không quá ụt ịch. Luôn muốn ca, luôn muốn rap, luôn làm những gì mà mình thích. Ngày hôm nay viết bài này để nói đến vài lời tinh tinh, chủ yếu đề kể về V-pop và các rapper tinh binh, kèm theo đôi chút cái sống lắc nhắc hiện tại về mình. Ai thấy hay thì bắt chước, còn không thì cứ việc về bình. Mình luôn sẵn sẽ lắng nghe tất cả và chịu khó tiếp thu, chứ không như mấy thằng đùa hay thích cãi cố rồi bị chỉ là ngu. Xưng là rapper thứ thiệt, rap như đọc thơ tứ tuyệt. Sorry nếu có nói gì sai, các bạn muốn diss thì cứ việc. Wow. Sao anh thấy không thuộc lời lắm? Nhưng mà beat jazz này cũng vẫn lo-fi mà ha. Vậy thì có những cái beat jazz nó rất là khó. Beat jazz này may ra nó còn có cái kick, nó còn cái đó thì mình còn đi theo được. Thì có những cái jazz mà nó chỉ là không có kick luôn. Đúng rồi. Nó chỉ có tiếng kéo rồi tiếng saxophone thôi. Đây đó, cái đó là khó cực để mọi người đi, giống như là nếu mà Rick rap trên những cái đó thì Rick có thể rap cho piano không?
rap trong violin không. Đó, xong rồi còn nếu về kiểu saxophone thì cực kỳ khó. Có nghĩa là cái nhịp điệu sẽ là cái làm khó anh Carrick trong những cái thể loại nhạc, còn các cái giai điệu thì anh vẫn có thể bắt được rất là nhanh đúng không? Ok. Và cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham gia một cái challenge như thế này, một cái thử thách như thế này. Em không nghĩ là không nếu nghĩ mà... gì. Em nghĩ là nếu bây mà giờ nghĩ đi chứ là bây giờ phải nghĩ thôi, tại vì tôi thấy là cái thử thách này bây giờ không làm khó được Carrick rồi. Nhưng mà thật ra là cũng hết thử thách rồi. Tức là từ bây giờ trở về sau chương trình là mình chỉ có sự yên bình, mình chill với nhau, okay. Mình thoải mái thôi. Cảm ơn Carrick đã hết mình với thử thách. Cảm ơn nhớ. Có chịu à? Có chịu. Trên Running Man mình thấy là Carrick chơi hết mình. Nhưng mà cái lúc nãy mình có thử cái thử thách bài Hai Thế Giới mà với cái tông đó, với cái beat đó rất thích trùng hợp. Mà với điều kiện rick rap cái tông lúc nãy nha, thì nó rất là, nhưng mà nghe nó tội quá. Khi nào mình làm lại không? Không làm lại hả? Tùy mọi người quay rồi thì nó, những cái gì nó có thể là nó không tròn trịa ở một cái điểm nào đó, nhưng mà những cái thứ không tròn trịa nó là một thứ nên lưu giữ. Điều hay thì chỉ làm cái gì tâm là cái challenge này. Sau khi chương trình kết thúc thì sẽ có một video mà chúng ta đưa lên một video. Lúc đó sẽ tag Carrick vào. Ok. Rồi, và bây giờ thì thôi, nãy giờ mình cũng lại thử thách rồi. Đó là bài Who Is It của Michael Jackson. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn khán giả chúng ta đến với lựa chọn của ca sĩ của Trần Thành Đang, đó chính là Who Is It của Michael Jackson.
các bạn thân nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Zone Vista và gặp gỡ với khách mời Carrick. Và Carrick thì đã vừa rất xuất sắc trải qua được một cái thử thách mà theo Zone Radio thì rất là dễ. Hôm nay cũng cảm ơn Carrick rất nhiều vì đã dành thời gian đến cho Zone Radio. Thì thật ra thì nãy giờ mình chia sẻ cũng nhiều rồi và cũng đã đến lúc thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Trước khi kết thúc chương trình thì Carrick có một cái lời chúc, một cái lời chào nào dành cho đến các thính giả của Zone Radio. Đang nghĩ một cái gì nó phân phân nhỉ. Deep deep cũng được chứ. Thôi không, không có deep đâu. Chúng ta đang muốn gửi lời chào thôi. Rất nghĩ là đầu tiên là rất rất cảm ơn tất cả ekip của Zone Radio đã mời Rick tới hôm nay, tại vì cái không khí, cái năng lượng của mọi người rất là cao, rất là high ấy. Và nó, tại vì nãy giờ Rick làm việc cả ngày rồi, Rick đi phỏng vấn cũng khá nhiều, thì cái năng hơn là cái năng lượng những người mình làm việc mình, họ không có bị low để mình phải bị suy hay là mình mất đi cái năng lượng để khi mình nói chuyện với khán giả. Thì rất là cảm ơn tất cả ekip của Zone Radio. Và cái thứ hai nữa, mình muốn gửi lời cảm ơn tất cả khán giả của Zone Radio đã dành thời gian để lắng nghe những cái tâm sự cũng như là những cái chia sẻ của Rick về hành trình và cả những cái dự án sắp tới. Thì đó là những cái mà rất nãy giờ Rick chia sẻ một thứ rất là real thôi. Về ngay cả như Rick nhìn nhận về về thị trường và tất cả các bạn trẻ bây giờ, từ đó Rick chia sẻ rất thật. Và nếu như xuyên suốt buổi trò chuyện này nó có những gì không phải và không thuận tai mọi người thì hy vọng mọi người cũng thông cảm nhẹ nhàng cho qua, tại vì Rick cũng chỉ muốn nói là Rick chia sẻ mọi thứ rất là chân thành và thật lòng đó. Và hy vọng chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện gần hơn nếu như mình có cơ hội. Carrick cứ yên tâm, chắc chắn rồi, khi mà Carrick có những sản phẩm mới thì Zone sẽ luôn đồng hành cùng Carrick và sẽ luôn mời Carrick lên đây, và chúng ta sẽ biết đâu chúng ta sẽ có những thử thách khó hơn, không sao đâu. Và các bạn thân mến, thì trong suốt thời gian vừa rồi chúng ta đã cùng gặp gỡ một chàng rapper rất là dễ thương. Phải nói rằng là khi mà trước khi mà gọi là gặp Carrick thì nhiều người nói là Carrick trầm lắm, Carrick deep lắm, chill chill lắm. Nên nãy là hai MC cũng nói chuyện với nhau đó, anh Carrick rất là chill nên là mình phải tìm cách nào đẩy bơm 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 đâu cuối cùng nhiều. Là đâu có tự, đâu cần phải bơm đâu, toàn tự tự xử hết. Và bây giờ thì nhạc đi, mình có một cái bài nhạc nào mình lựa chọn mình gửi đến các khán giả của Zone. Bài nhạc cuối hả? Dạ. Bài cuối hả? Bài cuối gì hợp lúc này ta? Bài gần đây mình nghe nhất hả? À thôi, bài đó chủ đề nó không phù hợp lắm, từ. Mình có lên sóng quốc gia nha, mình lựa chọn bài nào nó ok. High Hope Codaline. High Hope của Codaline đúng không? Hình như vậy. High Hope. Jam. Rồi, và các bạn thân mến, ca khúc High Hope sẽ kết thúc cho chương trình Zone with Star ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng trên tần số FM 89MHz và ứng dụng Zing MP3, và tập mới sẽ được phát hành vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.